êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêm tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Cụ bà Lê Thị Tiêu, sinh năm 1938, sinh trú quán tại thôn Trình Uyên, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, một miền quê giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Đây cũng là nơi còn lưu giữ được khá nhiều di tích lịch sử gắn liền với tên đất tiền làng. Cụ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 1945, thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với quyết tâm không cam chịu mất nước, không cam chịu làm nô lệ, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, song với những ký ức về một thời chăn trâu học tập công tác lại ùa về trong tâm trí của cụ. Và chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng, chở che, hình thành một nhân cách sống khiêm nhường giản dị, hết lòng vì chồng, vì con. Trên thế giới có lắm nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim người mẹ và tấm lòng của người cha. Trong cuộc sống còn nhiều lắm tình cảm, nhưng tình cảm đẹp nhất, trường tồn nhất vẫn là tình cảm của mẹ cha. Dù con đếm được cát, song cũng không đếm được tấm lòng của mẹ cha. Dù con đo đếm được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu của mẹ hiền. Mẹ cha cho con niềm tin để vững bước vào đời, dù với muôn ngàn gian khó, cho con tình cảm nồng ấm, che chở con trên vạn nẻo thời gian. Suốt đời dường như cha mẹ chỉ biết sống cho con, lo lắng cho con. Mẹ có thể đi sớm về trưa, dãi nắng dầm mưa hay băng rừng lội suối. Mẹ tảo tần suốt tháng quanh năm. Không có đau khổ nào mà mẹ không từng trải, không có gian khó nào mà mẹ chẳng nếm qua. Miễn sao mẹ thấy chúng con vô tư, vui sống bao nhiêu đó thôi, đã là mãn nguyện lắm rồi. Quả thật, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, của nhà nước. Thực hiện lời dạy của người,
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm coi trọng công tác chăm sóc, tôn vinh và phát huy giá trị vô giá của người cao tuổi để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Ý thức được vai trò tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của gia đình quê hương, mẹ của chúng con đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tuổi cao, trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công đức sinh thành dưỡng dục của mẹ là vô cùng to lớn. Từ thuở lọt lòng, chúng con đã được nuôi dưỡng từ những dòng sữa ngọt ngào, những lời ru ầu ơ của mẹ. Thật đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, củ lao chấn giữ ghi lòng con ơi. Mẹ của chúng con đã phải một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cày sâu cuốc bẫm để làm ra từng hạt gạo nuôi chúng con khôn lớn. Mẹ phải đi sớm về khuya dọc chợ hới, từ những đêm đông giá rét cho đến những ngày nắng hạ chói chang. Nhờ đồng tiền của mẹ kiếm ra, chúng con mới được nuôi nấng và trưởng thành như ngày hôm nay. Cả cuộc đời mẹ chỉ dành cho cháu, cho con. Chưa bao giờ mẹ sống cho riêng mình, lúc nào cũng nhận thiệt thòi cho bản thân, vì con, vì cháu. Vì thế, đối với chúng con, mẹ, cha là tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hôm nay, để tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với mẹ, chúng con tổ chức buổi lễ trọng thể này, một phần báo đáp công ơn to lớn của mẹ. Chúng con xin chúc mẹ sống lâu muôn tuổi, sống khỏe để tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của chúng con và của những đàn cháu chát sau này. Chúng con chúc mẹ bách niên dài lão, sống đời với chúng con. Quả thật là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời cha mẹ vẫn theo con. Chúng con kính cẩn dâng lên mẹ lời chúc mừng chân thành nhất, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, luôn luôn là bóng mát yêu thương cho chúng con nương nhờ, cho chúng con trên bước đường xây dựng sự nghiệp và hướng dẫn thế hệ trẻ cho con cháu mai sau. Dẫu tổ chức long trọng hay chỉ đơn sơ giản tiện, lễ mừng thọ hàng năm vẫn là một nét đẹp của một dân tộc trọng đạo, trọn vẹn, nghĩa tình. Với lời chúc mới thật sự đáng quý với các cụ, bởi một điều giản dị, sống thọ là phúc của trời cho, có muốn cũng chẳng được. Nhà nào có cụ sống thọ, con cháu mừng lắm, tổ chức cả tiệc trà, tiệc mặn để con cháu được hội tụ. Một mùa xuân mới lại về, thời khắc này gia đình con cháu của bà Lê Thị Tư trân trọng tổ chức lễ chúc mừng trường thọ. Vì lẽ đó, xuân này đẹp hơn, đậm thắm hơn và cũng nhiều niềm vui hơn. Về chung vui bên dưới.
xuân mùng 4 Tết là mà mẹ lên nạo 80 thì cũng con là dâu là trai gái dâu rể cháu chất nên chúc sức khỏe mẹ bà cụ lên não 80 để mà mừng cụ tuổi thọ cụ lên não 80 sống mãi với con cháu mạnh khỏe sống mãi con cháu rồi nhá được chưa rồi anh mừng đi trước đi. Ê, anh trước. Rồi xong rồi. À, bác cứ nói. Con rể, con gái trưởng chúc mừng mẹ tuổi 80. Mong mẹ sống mãi cùng với con cháu. Hôm nay mình thọ cho mẹ thì con chúc cho mẹ mẹ rất mạnh khỏe trường thọ cháu nhắc tay mẹ này là mẹ tuổi 80 còn là sức khỏe mà chúng là trong năm tuổi để con được bên mãi mãi
người mẹ hiền của con. Trời cao đã cho con người mẹ, chọn cuộc đời hy sinh tận cả cũng vì con. Thuở còn nhỏ xíu vì ham chơi, mẹ là con khóc thật nhiều. Con có hay mẹ đau xót hơn cả trăm lần. Lớn lên rồi con mới biết đó là ngàn lần thương. Vẫn nhớ hoài lời mẹ ru ngọt ngào như giấc mơ, ước mong rằng lời ru đó không phải giấu theo cuộc đời, để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của con, để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của sinh trái đâm
ông Nga, con nhớ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng xưa mẹ con ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống chan hòa, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái. Trong tim